Kính chào quý cô chú anh chị cùng các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị cùng các bạn trong những video liên quan tới thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên kênh Nguyễn Đồng Khuê. Trong video tiếp theo này thì xin phép chia sẻ đến quý cô chú anh chị cùng các bạn một câu hỏi liên quan tới cái việc lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nội dung của câu hỏi này cụ thể như sau. Vợ chồng tôi có mua một thửa đất nhưng mà chỉ mới làm giấy tay với cái bên bán và đồng thời có nhờ hai người làm chứng. Vậy thì cái hợp đồng mua bán bằng giấy tay và có người làm chứng này có làm thủ tục đề nghị sang tên cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới hay không? Để trả lời cho nội dung của câu hỏi này, kính mời quý cô chú anh chị cùng các bạn theo dõi nội dung của video nhé. Với nội dung của câu hỏi vừa nêu ở đầu video thì xin phép chia sẻ đến quý cô chú anh chị cùng các bạn như sau. Hợp đồng mà thực hiện cái thủ tục mua bán hoặc nói cách khác là thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ thực hiện cái hợp đồng mà chuyển nhượng bằng cái việc nhờ người làm chứng và hai bên mua bán cùng ký vào hợp đồng thì cái hợp đồng này không có đủ cơ sở để thực hiện thủ tục sang tên cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái bên mua. Bởi vì theo quy định của luật đất đai hiện tại, khi mà thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc là chứng thực. Do vậy cái hợp đồng đã được lập của quý cô chú anh chị cùng các bạn chỉ được giao kết giữa hai bên và nhờ người làm chứng chứ chưa có được công chứng hoặc là chứng thực, cho nên không có đủ cơ sở để nộp hồ sơ sang tên cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy thì trong trường hợp này, quý cô chú anh chị cùng các bạn nên liên hệ với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra trước về cái tình trạng của thửa đất mình đã chuyển nhượng. Tiếp theo, quý cô chú anh chị cùng các bạn đến liên hệ với tổ chức hành nghề công chứng, có thể là văn phòng công chứng hoặc là phòng công chứng trên địa bàn của tỉnh nơi cái thửa đất tọa lạc. Tổ chức hành nghề công chứng nào mà gần nhất, thuận tiện nhất thì quý cô chú anh chị cùng các bạn cứ đến liên hệ và đề nghị được tư vấn lập cái hợp đồng chuyển nhượng, đồng thời công chứng cái hợp đồng chuyển nhượng của mình để làm cơ sở nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hoặc là trong trường hợp quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể tự soạn thảo được dự thảo của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì quý cô chú anh chị cùng các bạn cứ soạn và in sẵn cái dự thảo của hợp đồng này đến liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cái thửa đất tọa lạc để đề nghị thực hiện cái thủ tục chứng thực hợp đồng. Sau khi mà quý cô chú anh chị cùng các bạn đã có được cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng thực hoặc là công chứng thì quý cô chú anh chị cùng các bạn gom tất cả những cái hồ sơ có liên quan bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính, hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng hoặc chứng thực cùng với cái bản vẽ đo đạc nếu có, đến liên hệ với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ sang tên và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, hoặc cũng có thể đề nghị chỉnh cái thông tin chủ sử dụng mới là cái bên mua ở cái phần trang 3 hoặc là trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cảm ơn quý cô chú anh chị cũng bạn đã quan tâm theo dõi. Xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị cùng các bạn trong những video lần sau nhé.